em nó ngồi cũng khá an toàn chứ không có đến nổi. Em gái đang ngồi tàu kiểu, ồ quá dễ thương. Trời ơi, sương mù văng lối nè cả nhà. Ai đã hát cái bầu trời đó. Vách núi ở phía xa xa. Hai mẹ con hả, không có biết chuyện gì xảy ra hết, đứng ngơ ngác. Nó cứ nói là nước trên núi chạy xuống, nói 10 lần. Bầu trời đã đi đâu mất tiêu. Chừa lại một cảnh sương mờ dày đặc. Lạnh thấy ớn luôn. Ôi. Giờ mới thấy cái cảnh đó. Sương mờ văng lối. Trời ơi, bên đây là mây không? Hello, giờ mình tới Đà Lạt rồi cả nhà ơi. Mình đã thấy một cái quang cảnh quá là đẹp của Đà Lạt rồi cả nhà ơi. Hoàng hôn đang lặn ở Đà Lạt. Đường trên trên giống thành phố. Dừng chân tiếp theo. Chạy vừa đi vừa nghỉ chứ không có chạy xuyên suốt đâu cả nhà ơi. Xe Vision là vậy. Đó, phía xa xa có các bạn trẻ cũng đang lạ lướt, đang chạy ọc ọc. Tay lái rất là lùa luôn. Mình sẽ tranh thủ nhảy qua. Wow. Đó, em nó ngồi kìa. Trời ơi, em nó ngồi cũng khá an toàn chứ không có đến nổi. Xác vô em ơi. Ôi, mây bên kia nè cả nhà, cảnh quá trời đẹp. Em gái đang ngồi tàu kiểu, ồ quá dễ thương. Quá đẹp, quá xuất sắc. Đèo Khánh Lê quá dốc, quá xuất sắc, quá đẹp. Mây bay lờ. Quá đẹp, quá khủng khiếp. Hello. Ba giờ mới quay. Quá đẹp luôn cả nhà. Quay coi lại ngắm một vòng nữa đi.
ngắm một vòng nữa rồi đó. Hello cả nhà mến yêu, mình lại dừng chân nữa rồi. Đèo Khánh Lê dài thăm thẳm nhưng mà cảnh quá đẹp. Trời ơi, sương mù giăng lối nè cả nhà. Vừa ở dưới Đà Lạt á, thì trời nắng chang chang, lên tới trên đây giờ sương mù giăng lối. Ở phía khúc dưới thì thấy thác mà phía khúc trên á là toàn là sương mù, không thấy gì hết. Bầu trời đâu rồi? Ai đã hát cái bầu trời đó? Vách núi ở phía xa xa, phía bên kia là cái dốc, dốc xung quanh toàn là sương mù không à. Có một cái cầu bắc ngang qua cái này là cái suối nè, nhỉ? Trên đèo mà có cầu bắc ngang nè. Đó, ngộ chưa? Đầu lớn à? Đầu tư lớn không? Đó, không có cái cầu này là coi như là hai bên bờ khỏi qua luôn. Nước trên suối xải xuống. Hai mẹ con hả? Không có biết chuyện gì xảy ra hết, đứng ngơ ngác. Đó, cứ nói là nước trên núi chạy xuống nói 10 lần. Giữa lúc mà trời chiều, trời còn nắng, nếu mà ở đồng bằng là trời còn nắng, đang nắng rang rang luôn. Rồi đi thôi. Quay bẫy luôn, bẫy cái bộ nhớ luôn rồi cả nhà ơi. Ở đây là người ta quay, quên người ta nghỉ chân nè cả nhà. Nghỉ chân cũng đi chụp hình. Sương mờ quá, sương mờ rồi. Sương mờ quá mờ. Bầu trời đã đi đâu mất tiêu, chừa lại một cảnh sương mờ dày đặc. Nãy ở dưới chân đèo mình thấy có một số bạn máu mưa. Mình nói gì yếu vậy? Máu mưa làm chi? Nó giờ mới thấy cái cảnh. Ôi, lạnh thấy ớn luôn. Ôi. Giờ mới thấy cái cảnh đó, sương mờ giăng lối. Trời ơi, ơi, bên này là mây không nè. Mây không bên này. Mây không, mây không. Có những cái thước phim gọi là đáng đồng tiền bát gạo cả nhà ơi. Vợ mình giờ mát nó chạy giữa đường luôn. Cố lên em, bình tĩnh là em ơi. Trên đường giữa chừng đi Đà Lạt, bây giờ là mình đang có mặt ở khu dừng chân T-Bone 2. Khu này xây rất là đẹp luôn cả nhà. Xung quanh tụi mình bây giờ là sương mù. Hồi nãy là sương mù dày đặc mến nổi mà đường đi không thấy đường đi luôn cả nhà thân yêu. Giờ là đỡ rồi đó. Đồi núi xung quanh này cả nhà ơi. Không biết là chừng nào mình mới về tới Đà Lạt đây. Giờ gia đình mình đang đi ra nè. Có gì không em? Có không? Alo, giờ mình tới Đà Lạt rồi cả nhà ơi. Dung lượng máy mình nó cũng đã chuẩn bị ngáp ngáp rồi. Alo, còn những phút cuối cùng thì mình đã thấy một cái quang cảnh quá là đẹp của Đà Lạt rồi cả nhà ơi. Đang về Đà Lạt, nơi cũng là gọi là ngoại ô, cách Đà Lạt cũng cỡ 40 km. Đó, các bạn ghi là Đà Lạt đó. Ở đây người ta đi cắm trại dã ngoại ở ngoại ô. Tối người ta sẽ về thành phố ta ngủ. Quang cảnh quá đẹp luôn, lung lũng nhìn xuống mặt trời đang lặn, hoàng hôn đang lặn ở Đà Lạt. Đường trên trên sông thành phố. Hát hoài kỳ quá, hồi không hát đâu. Những rặng cây thông, con giống thì buốt mát, xe chạy ào ào, cũng nhìn cũng khá là phiêu lưu. Rồi rồi, cái đồ bộ sao ạ? Bữa nay tưởng đâu là trời lắm đi, trời nắng vẫn đồ bộ cho nó làm nhẹ rồi. Ai vậy? Nó lạnh quá trời luôn kìa, trời ơi. Mình sẽ coi sao
mây, ôi pha xa mây tới rồi, đẹp quá, thôi mình tắt ra hết dung lượng rồi.